Thưa quý vị, tiếp tục phiên thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm 2023. Các đại biểu Quốc hội đã đề nghị chính phủ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn của nền kinh tế. Khó khăn, băn khoăn, khó thực hiện mục tiêu năm 2023 là những cụm từ xuất hiện nhiều lần trong báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội. Hiến kế cho chính phủ, nhiều đại biểu cũng đã mạnh dạn chỉ ra nhiều điểm nghẽn của nền kinh tế, cũng như đề xuất các giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn. Cần đặc biệt chú trọng tới công tác đánh giá, phân tích, dự báo, cần nhìn xa hơn, rộng hơn, sớm nhìn ra những vấn đề của chính mình trong bối cảnh có sự liên hệ chặt chẽ, mật thiết với thế giới còn lại, làm nền tảng cho sự chỉ đạo điều hành của chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương bài bản, khoa học, sát với thực tiễn của tình hình. Cương quyết điều chuyển vốn đầu tư những nơi chưa hoàn thành chỉnh hồ sơ, giải phóng mặt bằng, giải ngân chậm để phân bổ cho những nơi làm công tác này. Khắc phục tình trạng vốn chờ công trình, ghi vốn trước làm các bước thủ tục sau, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về tiếp cận vốn của ngân hàng, vay vốn ưu đãi vốn tín dụng, có ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, phí lệ phí trước bạ nhằm thu hút doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và thành lập mới. Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá, dự báo các yếu tố ảnh hưởng, xu hướng vận động cũng như là khả năng phát triển của các lĩnh vực đầu tư kinh doanh để kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách về tín dụng, thuế, phí lệ phí, đất đai, đầu tư kinh doanh, ưu tiên nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng để tăng khả năng tiếp cận hấp thụ vốn của doanh nghiệp, gắn với chỉ đạo đẩy mạnh thanh tra công vụ, nhìn thẳng nói thật về những hạn chế, yếu kém trong nền hành chính công vụ hiện nay để nâng cao hiệu quả phối hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các ngành trong thực thi công vụ. Những việc cần làm gì để hệ thống doanh nghiệp phát triển thì nên làm ngay, quyết định ngay, bớt các cái khâu xin ý kiến, trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, các bộ ngành, và đến khi giải quyết được thì doanh nghiệp đã gần đất xa trời. Đối với những dự án pháp lý đầy đủ và làm đúng quy trình thì các địa phương cần ký để triển khai ngay, tránh việc cứ rà soát mãi mà cả năm không ra đời được dự án nào. Trong bối cảnh khó khăn thì cần bớt các cái nội dung kiểm tra, thanh tra làm khó doanh nghiệp, để tránh tình trạng doanh nghiệp cứ phải lao đao đi giải trình lên xuống. Với tinh thần đó thì các biện pháp tháo gỡ khó doanh nghiệp thì cần thúc đẩy cả thị trường trong và ngoài nước phải đồng bộ thống nhất các chính sách tiền tệ và tài khóa, và cái chủ trương để xử lý khó doanh nghiệp đó là nghẽn ở đâu thì chúng ta thông ở đó và vướng ở đâu thì gỡ ở đó. Theo ý kiến của một số đại biểu, chính phủ cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức thực hiện, kiến tạo, thúc đẩy ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0. Lựa chọn những lĩnh vực có năng lực, thế mạnh để phát huy và đầu tư có trọng điểm, đảm bảo hiệu quả. Tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai trong một bộ phận cán bộ công chức gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước. Đây là một căn bệnh có từ lâu, nhưng trong hiện nay thì đã lan rộng từ trung ương đến địa phương và từ khu vực công đến khu vực tư, đồng thời đã trở nặng và phức tạp hơn rất nhiều. Trên nghị trường Quốc hội hôm nay, các đại biểu đã lên án mạnh mẽ căn bệnh trầm kha này và tranh luận sôi nổi nhằm tìm ra nguyên nhân để trị bệnh hiệu quả. Đại biểu Trần Quốc Tuấn khẳng định tồn tại một bộ phận cán bộ thiếu năng lực, trình độ, không nắm bắt rõ các quy định của pháp luật nên làm việc gì cũng sợ, né tránh hoặc đùn đẩy. Vấn đề là nhận diện được hay không, và khi nhận diện được thì xử lý thế nào? Tôi cho rằng ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này, thì giải pháp cấp thiết cần phải làm ngay đó là ưu tiên thay thế những cán bộ ấy bằng những cán bộ tốt, những cán bộ có đủ tâm huyết và trách nhiệm, vì chúng ta không thiếu những cán bộ tốt. Nhưng cũng có trường hợp cán bộ quyết định thực hiện việc để đem đến hiệu quả cao cho dân, cho nước thì lại phải vi phạm các quy định hiện hành. Vì vậy, đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng câu chuyện bảo vệ người dám nghĩ, dám làm cũng trở nên khó khăn và khẳng định vướng mắc nằm trong sự mâu thuẫn của các luật hiện hành. Kính mong Quốc hội xem xét để chúng ta có được những cách làm, những trình tự thủ tục phù hợp hơn nữa để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, để cán bộ công chức viên chức của chúng ta bớt phải dám nghĩ dám làm, tập trung sức lực trí tuệ để năng động sáng tạo làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình trong sự thông thoáng của các quy định của pháp luật. Đề nghị rà soát tỷ lệ cán bộ sáng cấp ô đi, tối cấp ô về và nghiêm khắc xử lý. Đại biểu Tô Văn Tám đồng thời yêu cầu ngoài gắn trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong thực thi công vụ thì cần cá thể hóa trách nhiệm. Cần phải cá thể hóa cái trách nhiệm của những cái của tập thể và cá nhân trong cái việc là tham mưu hoặc là đề xuất sửa đổi ban hành hoặc là bổ sung sửa đổi ban hành những văn bản quy phạm pháp luật
hoặc là ban hành trong thẩm quyền, chỉ cần cũng phải cá thể hóa trách nhiệm. Bởi vì cái việc mà như chúng ta nói là cái việc chậm ban hành văn bản chi tiết vẫn chưa khắc phục. Chia sẻ tâm sự của cán bộ ở cơ sở, đại biểu Tạ Văn Hạ thẳng thắn đặt câu hỏi. Khi mà trao đổi với lại cơ sở, cán bộ anh em tâm sự, chúng em ấy là cán bộ mà không làm ấy là người lãnh đạo người ta xử đến nơi đến chốn. Nhưng cái khó ở đây làm sao mà tham mưu phải đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời cũng phải đúng với cái ý chỉ đạo. Ở đây tôi cho cái chính là cái trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt xử lý những người đứng đầu. Bây giờ ta tổng kết lại xem chúng ta đã xử lý được bao nhiêu người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ này. Có bao nhiêu người cho đứng sang một bên, trong có không làm được việc. Như vậy, việc vượt qua được căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, mà còn là đòi hỏi cần thiết phải khắc phục cho được những bất cập hạn chế trong tổ chức thực thi pháp luật. Thưa quý vị, nội dung về tình trạng một bộ phận cán bộ công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ đã làm nóng nghị trường trong phiên thảo luận hôm nay. Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận sự chậm trễ và trì trệ trong hoạt động công vụ đã bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, cản trở động lực và nguồn lực phát triển hiện nay. Nguyên nhân tình trạng được xác định trước hết là do nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được phát huy nghiêm túc. Thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội có mặt còn bất cập, chồng chéo hoặc có những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, nhưng chậm được quy định sửa đổi, bổ sung. Quy chế và cơ chế phối hợp giữa các bộ cũng như là với các địa phương thì cũng có những mặt là chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Bên cạnh đó, kỷ cương kỷ luật hiện nay đang được siết chặt lại. Hàng loạt cán bộ công chức bị kỷ luật, bị khởi tố, bị truy tố do sai phạm nghiêm trọng thì đã dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ công chức sợ sai và sợ trách nhiệm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định nhiều nơi vẫn rất quyết tâm và làm tốt, vẫn năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Về nhiệm vụ giải pháp, Bộ trưởng cho rằng trước hết phải thay đổi để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ công chức, chú trọng chấn chỉnh ngay và quyết liệt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ. Bên cạnh việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công vụ, công chức, thay đổi công tác quản lý, nhất là đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả, theo sản phẩm, công việc cụ thể được giao, cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong thực thi công vụ. Ở đâu mà người đứng đầu quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo dẫn dắt, thì ở đó thành công và ở đó kỷ cương, kỷ luật công vụ là rất tốt. Và qua thực tiễn thì chúng ta thấy điều này đã được chứng minh rất rõ qua cái kết quả, sản phẩm cụ thể của các địa phương cũng như là các bộ ngành. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách đồng bộ để thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý, sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ. Kính thưa các đồng chí. Trước những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế như bảo đảm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, giải pháp bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế mà nhiều đại biểu Quốc hội nêu ra. Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã cho biết, ngành y tế với quyết tâm cao nhất đã, đang và sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn tại của ngành. Về việc triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế được bố trí kinh phí để thực hiện mua sắm tập trung vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng thuốc kháng lao, thuốc kháng HIV. Trong đó, với các vaccine sản xuất trong nước gồm 9 loại, Bộ đã thực hiện cơ chế đặt hàng với tất cả các loại vaccine sản xuất trong nước theo đúng quy định. Đối với các vaccine nhập khẩu, Bộ Y tế đã thực hiện cơ chế mua sắm thông qua tổ chức UNICEF theo hình thức lựa chọn nhà thầu. Giai đoạn 2021-2022, theo luật đấu thầu sửa đổi, Bộ không được phân nhiệm vụ mua vaccine. Để có lộ trình phù hợp từ mua sắm bằng ngân sách trung ương sang địa phương, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Tài chính bố trí kinh phí để chuyển đổi mua vaccine. Nhưng việc chuyển đổi theo luật, Bộ Y tế không được phân kinh phí để triển khai nhiệm vụ này. Vaccine sởi, rubella, BOV đủ dùng đến tháng 3, quý 3 và quý 4 năm 2023. Vaccine uốn ván và bại liệt tiêm thực hiện ở các tuyến đủ đáp ứng đến hết năm 2023. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn tiếp tục triển khai tiêm các vaccine sẵn có tại các điểm tiêm chủng của xã phường. Đối với vaccine nhập khẩu,
5 trong 1, đây là vaccine nhập khẩu. Do 2022 tiến hành các thủ tục đấu thầu mua sắm theo quy định, tuy nhiên không có nhà thầu tham gia nên có thiếu trên thị trường. Và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo quyết liệt Bộ Y tế phối hợp cùng với Bộ Tài chính để bố trí kinh phí ngân sách trung ương năm 2023 để Bộ Y tế triển khai mua sắm theo quy định như những năm trước đây. Về giải pháp bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế, trưởng ngành y tế cho biết Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để tháo gỡ tình trạng này tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Trong thời gian vừa qua đã rất nhiều các đơn vị cơ sở y tế đã tập trung triển khai thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương và đến nay thì cũng cơ bản đã tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc. Ví dụ như Bệnh viện Bạch Mai là một đơn vị có khoảng từ 7 đến 8.000 bệnh nhân một ngày. Đến nay thì bệnh viện đã báo cáo là cơ bản đáp ứng được tất cả các nhu cầu về thuốc, không khó khăn vướng mắc gì. Tuy nhiên trong thực tiễn vẫn còn một số nơi còn e ngại, né tránh trong cái việc mà thực hiện cái quá trình mua sắm, cũng rất mong các địa phương tập trung chỉ đạo. Với thuốc đặc biệt hiếm, Bộ Y tế cho biết cũng đã có nhiều quy định trong thời gian qua với 214 danh mục, song vẫn có nhiều vướng mắc. Bộ đang xây dựng quy chế liên quan đến dự trữ thuốc hiếm, dự kiến quý 3 trình Chính phủ.